Chào mọi người và chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ khám phá một chủ đề quan trọng và thú vị, các tình huống nguy hiểm khi sản xuất nước suối. Trong một thế giới nơi nước suối đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, việc hiểu và đối phó với những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sản xuất nước suối là rất quan trọng. Phần 1. Nguy cơ liên quan đến nguồn nước. Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với việc sản xuất nước suối là nguồn nước gốc. Một nguồn nước không an toàn có thể gây ra nhiều vấn đề. Nước có thể bị ô nhiễm bởi hóa chất độc hại, vi khuẩn gây bệnh và nhiều tác nhân khác. Các nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn do môi trường xung quanh, từ công nghiệp, nông nghiệp hoặc cả thảm họa thiên nhiên. Phần 2. Nguy cơ trong quá trình sản xuất. Sau khi có nguồn nước, quá trình sản xuất nước suối cũng mang theo nhiều nguy cơ. Từ quá trình lọc nước đến pha chế và kiểm tra chất lượng, mọi khía cạnh đều cần được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Bất kỳ sai sót nào trong quá trình sản xuất có thể dẫn đến sản phẩm không đảm bảo. Phần 3. Nguy cơ trong quá trình đóng gói và đóng chai. Nhưng việc có nước sạch và sản xuất an toàn cũng chưa đủ. Quá trình đóng gói và đóng chai cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Mọi lỗi trong quá trình đóng nắp chai, rò rỉ hoặc việc sản xuất không đúng quy trình có thể khiến sản phẩm cuối cùng trở nên nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Phần 4. Biện pháp đối phó với nguy cơ. Để đối phó với những nguy cơ này, các công ty sản xuất nước suối phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Điều này bao gồm việc duy trì hệ thống lọc nước hiệu quả, kiểm tra chất lượng nước thường xuyên và đảm bảo rằng quy trình sản xuất diễn ra một cách nghiêm ngặt. Quá trình đóng gói cũng cần phải được thực hiện cẩn thận và đúng quy trình. Chúng ta đã khám phá và thảo luận về các tình huống nguy hiểm khi sản xuất nước suối. Chất lượng nước suối đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta và cộng đồng. Hy vọng rằng cả các công ty sản xuất nước suối và người tiêu dùng đều sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo sản phẩm an toàn và chất lượng. Bên dưới phần mô tả video, mình có đính kèm đường dẫn tải về bộ tài liệu an toàn lao động của 32 ngành nghề phổ biến. Đặc biệt là nó hoàn toàn miễn phí nhé!